What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp một cái bộ bàn phím. Đây là bàn phím giả cơ thôi chứ không phải là bàn phím cơ, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị, đồng thời là nó sẽ có kèm thêm một con chuột nữa, tức là chúng ta sẽ có combo cả phím cả chuột trong một cái bộ kit như thế này. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cách đóng hộp của em này trước. Thì ở bên ngoài chúng ta đã nhìn thấy rõ là sẽ có một chiếc bàn phím và một con chuột và một số cái thông tin, ví dụ như hãng của nó sẽ là hãng Siemens, nghe khá là lạ, và một số cái thông tin cơ bản đi bên ngoài này chúng ta có thể nhìn thấy rõ đây, và mình sẽ nói chi tiết thêm. Ở đây chúng ta sẽ có cái chữ đó là MAN3. Ok, cái hộp này nó khá là dài nên nếu mà mở ra cũng sẽ hơi khó khăn một xíu. Ở phía bên tay phải thì chúng ta sẽ có một cái hộp đựng con chuột ở trong này. Đây. Đó. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng có một con chuột khá là ngon, nhìn hầm hố, rất là chất chơi người dơi luôn. Và chúng ta sẽ có một cái cục receiver ở đây vì đây là cái bộ không dây nha các bạn. Chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây. Đây là giở cổng micro USB chứ không phải là cổng Type-C, khá là bình thường. Ok, và ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím nữa. Bàn phím này thì là bàn phím giả cơ thôi chứ không là phím cơ, vì cái bộ này cũng khá là rẻ mà. Đấy, như các bạn thấy thì nó sẽ khá là bóng bẩy, mình dạng full size nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cùng review trong từng sản phẩm nha. Rồi, chúng ta sẽ nói về em chuột trước. Thì như các bạn đã thấy, ngoại hình của em chuột này khá là hầm hố, nhìn giống như những cái con chuột mà kiểu gaming ấy. Đó. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy một số các đặc điểm nổi bật. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái con lăn sơn giả kim loại ở đây, nhìn rất là đẹp, cực kỳ ngon luôn. Và chúng ta sẽ có một cái nút tăng giảm DPI, tức là chúng ta có thể tăng giảm được cái tốc độ chuột ở phía trên này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có cái logo ở đây, tí nữa mình sẽ cắm đèn cho nó sáng lên. Phía hai bên cạnh thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó được làm bóng loáng như thế này. Đó. Phía bên đít thì chúng ta sẽ có cái cần gạt on off để sử dụng con chuột này. Vì là không dây cho nên chúng ta sẽ có cái cần gạt này. Đồng thời là phía trong đít chúng ta sẽ có một cái găm cổng USB rời ở đây. Đó. Và chúng ta biết được con này nó sẽ dùng là 2.4G. Đây, logo của nó sẽ để sáng lên khi chúng ta bật on lên nhé. Có một cái đặc biệt nữa, đó là cái con này sử dụng cái switch, đó là switch êm, tức là switch không phát ra tiếng. Đó, như các bạn nghe đấy, tiếng của nó rất là nhỏ. Cái này rất là phù hợp với những cái bạn nào mà hay chơi đêm. Đồng thời là chúng ta sẽ có hai nút back và forward ở phía bên cạnh đây, giống như con chuột khác. DPI của em này thì nghe nói nó lên được khoảng tầm 3200, còn thực hư như thế nào thì mình chưa có cân chỉnh được. Và cái con này thì cái led của nó cũng chỉ sáng ở logo thôi chứ không có led sáng ở điểm khác. Ngoài ra thì cái dung lượng pin của em này cũng khá là đáng kể, lên tới khoảng tầm 500 mAh. Thì với cái dung lượng pin như vậy, bảo đảm các bạn xài thì nó cũng phải mất cả tuần mới hết được, vì chúng ta đang sử dụng là cổng 2.4. Về chiếc bàn phím này thì như các bạn thấy, đây là chiếc bàn phím full size, và cái layout của nó sẽ là layout ISO, tức là cái nút enter này nó sẽ là nút enter to, và cái nút gạch này nó sẽ xuống dưới đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy có cái logo con rắn ở ngay phía trên mũi tên ở đây. Rồi, về cái play của em này, tức là cái mặt vỏ thì nó sẽ được làm bằng nhựa bóng. Đặc biệt hơn nữa là phía trên này chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái núm. Cái núm này nó sẽ có hai tác dụng. Một đó là chỉnh led, hai là nó sẽ có tăng giảm volume. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Ở phía trên này chúng ta sẽ có những cái đèn báo win, cap lock, vân vân. Ở mặt sau thì chúng ta vẫn sẽ có những cái lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím như thế này. Tuy nhiên thì nó không được chắc chắn lắm, thì có lẽ đây là một cái sản phẩm giá rẻ cho nên nó cũng không đầu tư gì nhiều. Chúng ta vẫn sẽ có những cái chân cao su. Ở giữa thì chúng ta sẽ có luôn cả một cái hướng dẫn luôn. Đây. Và cái thương hiệu của bàn phím ở đây. Khá là nhiều ốc. Ok. Rồi, và chúng ta sẽ quay lại một chút về chiếc bàn phím này. Bàn phím này thì chỉ là bàn phím giả cơ thôi chứ không phải là phím cơ. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ không có switch mà chỉ có những cái chân cao su như thế này. Và những cái chân cao su như thế này thì làm phía trong là hoàn toàn trong suốt.
và keycap của nó sẽ là keycap double shot luôn. Chính vì vậy thì keycap của nó sẽ không bị bay chữ theo thời gian sử dụng. Với một cái sản phẩm giá rẻ thì như này là quá ok rồi. Rồi và cái điểm đặc biệt của con này đến từ cái phần đó là cái phần LED. Đây, khi mà chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta sẽ gạt on ở phía trên này lên. Các bạn lưu ý là mình phải cắm cái cục receiver trước nhé, rồi ấn gạt on. Tại vì hai con này đang sử dụng chung một cục receiver, cho nên các bạn phải cắm cái cục USB của thằng chuột thì nó mới nhận bàn phím. Hết pin thì chúng ta sẽ dùng cái cổng sạc micro USB ở đây. Ok, sau khi máy đã nhận cái USB receiver thì chúng ta có thể nhìn thấy cái đèn LED của nó rất là đẹp. Nó cực kỳ mượt mà và đèn LED của nó là dạng LED RGB, tức là nó sẽ thay đổi được nhiều màu cùng một lúc, chứ không phải như cái kiểu mà sáng rainbow thì từng khúc một. Thì cái này nó kiểu LED RGB giống như là con lang tu vậy. Nếu như các bạn chưa biết thì các bạn có thể tìm con lang tu K002 RGB, nó rất là đẹp và nó cũng có cái hệ thống đèn LED RGB giống như thế này. Và chúng ta có thể nhìn thấy là phía dưới chân của những cái nút bấm này nó được làm màu clear, tức là nó nhựa trong suốt luôn, cho nên là đèn LED nó hắt ra cực kỳ mạnh đó. Và chúng ta cũng có thể chỉnh được đèn LED nhé bằng hai cách. Một là chúng ta có thể xoay cái núm này đó, để tăng giảm cái tốc độ chạy LED. Tuy nhiên nếu như mà các bạn muốn điều khiển âm thanh, chúng ta có thể ấn Fn cộng với lại nhấp cái nút núm này một lần thì chúng ta sẽ chuyển sang đó là điều chỉnh âm thanh. Đó là đơn giản thôi. Và chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cả đèn hệ thống đèn LED nữa. Chúng ta sẽ ấn từ Fn1 cho đến Fn5 nhé. Ví dụ Fn2 đây, Fn3. Đó, đây là dạng chớp tắt Visting ấy. Đó, đây là dạng chế độ Neon, tức là nó sẽ đổi màu dần. Còn đây là chế độ sáng im một màu, chúng ta có thể tùy chọn 7 màu. Khá là đơn giản. Còn từ Fn6 trở đi thì chúng ta sẽ không còn chế độ nào hết. Tuy nhiên thì chỉ cần mới một cái chế độ đổi màu toàn bộ bàn phím với lại một chế độ đó là chạy rainbow như thế này thì đã cực kỳ đẹp rồi. Và LED nó cũng rất là sáng nhé. Để mình thử tắt bớt đèn ở trong phòng cho các bạn xem nha. Như các bạn đã thấy thì mặc dù là mình đã tắt bớt bóng đèn đi, tuy nhiên mình vẫn chưa tắt hết thì LED nó vẫn cực kỳ sáng. Đó. Phòng của mình vẫn còn rất sáng nhé. Nhưng mà LED của nó là đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ toàn bộ hệ thống đèn LED cũng như là các ký tự rồi. Và cái pin của con này thì lên tới 3000 mAh thì đủ để cho các bạn có thể xài LED cũng như là gõ văn bản thoải mái, yên tâm luôn. Tại vì do con này cái hệ thống đèn LED của nó không quá nhiều như những con bàn phím cơ, cho nên là nó cũng sẽ ít hao điện hơn. Có rất là nhiều bạn vẫn mong muốn là gõ thử những cái con bàn phím giả cơ xem thử cái âm thanh nó như thế nào. Thì mình nói thật là những cái con này âm thanh nó rất là dở, tại vì nó là bàn phím giả cơ mà, và đồng thời nó cũng nghe khá là lẹt tẹt. Tuy nhiên thì nó lại cực kỳ êm, rất phù hợp với những bạn nào mà không thích sự ồn ào của bàn phím cơ. Và mình cũng sẽ thử cho các bạn nghe thử một đoạn như nào nha. Mình sẽ đi sơ lược qua những cái ưu điểm và khuyết điểm của em này nhé, để tóm tắt lại cho các bạn xem. Đầu tiên về cái ưu điểm thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhất, đó là cái hệ thống đèn LED cực kỳ đẹp RGB. Mặc dù đây là một cái bàn phím giả cơ giá rẻ thôi, nhưng LED của nó rất là sáng và cũng rất là đẹp. Cái thứ hai nữa đó là cái bàn phím của nó sẽ hỗ trợ núm để mình tăng giảm âm lượng. Thường những cái này nó chỉ xuất hiện trên những cái chiếc bàn phím cơ thôi, nhưng mà con giả cơ này thì cũng đã có hỗ trợ rồi. Cái núm của nó lăn thì cũng không được sướng lắm, nhưng mà nói chung là con núm nó cũng khá ngon rồi, cũng rất là tiện nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái bộ, đó là bộ không dây, chứ không phải dùng dây nhé. Không dây thì nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Và đồng thời chúng ta sẽ có thêm một con chuột nữa, sử dụng khá là êm ái. Nó cũng thực là dạng chuột êm luôn, cho nên các bạn thích hợp cho những cái bạn nào không có nhu cầu ồn ào. Về pin của em này cũng khá là châu bò, pin của chuột là khoảng tầm 500, còn pin của con bàn phím là lên tới 3000. Đối với một con bàn phím giả cơ thì như vậy là quá đủ rồi. Tất nhiên với cái tầm giá như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi là nó sẽ có cái chất lượng build cao cấp,
Chính vì vậy mà chúng ta sẽ vẫn có chất liệu build đó là toàn bộ bằng nhựa, và nó cũng sẽ khá là ọp ẹp. Đó. Nó cũng sẽ bị cong ven, tất nhiên rồi, tại vì nó là bằng nhựa mà, full hoàn toàn bằng nhựa luôn. Và đồng thời chúng ta sẽ thấy đó là cái cổng của nó sẽ là cái cổng, cổng này sẽ là cổng micro USB chứ không phải là Type-C. Tiếp theo thì về cái con chuột này thì nó sẽ không phải là cái mắt đọc gì quá ngon lành, mà nó cũng chỉ là một cái mắt đọc bình thường thôi, không phải dòng mắt đọc mà chuyên để chơi game. Cho nên là một số bạn nếu mà sử dụng chai hát những cái game xịn sò, game FPS thì có lẽ là không phù hợp cho lắm. Vậy các bạn thấy sao về bộ combo này, chỉ trong tầm giá hơn 500.000 thì các bạn thấy có xứng đáng hay không? Nếu mà các bạn có ý kiến gì về cái bộ combo này thì để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn muốn mình review thêm những cái sản phẩm nào có sẵn tại shop thì hãy comment luôn. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye, hẹn gặp lại.